Chào tất cả mọi người, tên của tôi là Hợp. Tôi làm ở International Rescue Committee. Một tháng trước, tôi đã chết nhờ COVID-19 để cho an toàn sức khỏe. Tôi có những triệu chứng như sau: nóng lạnh, đau nhức mệt mỏi. Sau 2 ngày, sức khỏe của tôi trở lại bình thường.